Sự bắt đầu hứa hẹn của Manchester United đã nhanh chóng tan biến sau hai trận đấu, đánh bại kỳ vọng của The Sun về đội dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Erik ten Hag khi chuẩn bị chạm trán Nottingham Forest ở vòng 3 Premier League, 21 giờ ngày 26 tháng 8 giờ Việt Nam. Manchester United vất vả giành chiến thắng trước Wolves ở trận ra quân, nhưng sau đó bại trận 0-2 trước Tottenham Hotspur. Dưới sự dẫn dắt của ten Hag, đội quỷ đỏ vẫn chưa thể tạo ra một sự sắp xếp hợp lý trong hàng công sau hai vòng đấu. Rasmus Højlund, tiền đạo mua về với giá 72 triệu bảng, chưa kịp ra sân vì chấn thương lưng. Không chỉ có chấn thương của Højlund, Manchester United còn đối mặt với tình hình thất thoát nhiều cầu thủ chủ lực. Harry Maguire, Mason Mount và Luke Shaw đều gặp chấn thương, trong đó Mount và Shaw dính chấn thương chỉ cách nhau ít hơn một ngày. Cả ba cầu thủ này đã ra sân ở hai vòng đầu, nhưng họ sẽ vắng mặt khi Manchester United tiếp đón Nottingham trên sân Old Trafford. Bên cạnh đó, những người chấn thương từ trước mùa giải như thủ thành Tom Heaton, tiền đạo Amad Diallo, tiền vệ Kobbi Mainoo cùng hậu vệ trái Tyrell Malacia vẫn không thể trở lại. Với sự thiếu vắng của nhiều cầu thủ chủ lực, huấn luyện viên Ten Hag phải triệu tập cầu thủ từ đội U21 lên đội 1, nhưng họ vẫn chưa có đủ kinh nghiệm để đối mặt với Nottingham Forest mạnh mẽ. Bên cạnh tình hình chấn thương, các ngôi sao còn lại của Manchester United cũng gặp khó khăn. Bộ đôi tiền đạo chạy cánh Anthony và Alessandro Garnacho đều không thể đạt hiệu suất tốt, đặc biệt khi chưa thể ghi bàn nhiều cho đội bóng.